Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 61 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 61 của bộ truyện này vạn bình nguyên có cảm giác túi mật của mình sắp bị phá bung ra càng nói càng cảm thấy miệng mồm đắng ngắt mà trọng tâm của tất cả chuyện này là gì người ta nói trong thành ẩn giấu một phượng mạch gần tới lúc dị tượng phượng mạch xung hồn xuất hiện có lẽ là mấy ngày nữa thôi mà mục tiêu chủ yếu của phượng mạch sung hồn, trùng hợp, chính là vị linh niệm thiên nữ mà người cảm thấy hứng thú. Vạn Bình Nguyên xòe tay. Tình thế rối tung rối mù, người bảo ta phải làm sao? Người muốn gặp mặt linh niệm thiên nữ, chẳng phải là muốn tự làm khó bản thân ư. Ừ. Việc này không khả thi chút nào. Đôi mày thanh tú của cô lạc nhạn nhăn nhíu rồi nói khẽ. Xem ra, thế cục thật sự rất là rối ren. Ai nói không phải chứ? Vạn Bình Nguyên vỗ đùi. Người ngẫm xem, người ở cấp độ hóa vân gây sự không chỉ có một hai người. Mưu đồ đã được sắp xếp, chuẩn bị từ tầng chục năm về trước. Sự việc thế này ngay cả ở Kinh Đô cũng là án lớn. Án lớn nối đuôi nhau nổ ra, tập trung vào đúng cái thành phượng hoàng nhỏ bé này. Núi cao, hoàng đế xa, vừa khéo là nhằm trúng địa bàn của ta. Người nói ta xui cỡ nào mới trúng cử tổng đốc đúng cái nhiệm kỳ này. Chuyện này không phải đen đuổi thì là gì. Vàng Bình Nguyên khóc không ra nước mắt, đi ra trước cửa chỉ lên bầu trời đêm. Người có thấy không? Với thị lực của người, hẳn là thấy được. Tòa nhà kia từng là cao ốc số 1 của thành Phượng Hoàng, tổng bộ của tập đoàn Mộng Thị. Cô lạc nhạn li mắt nhìn, gương mặt toát ra vẻ hoảng hốt. Thấy rất rõ. Ánh trăng hôm nay còn nhìn thấy nó nghiêng nghiêng. Là do ta hoa mắt sao? Vạn Minh Nguyên cười khổ. Hoa mắt. Nếu như người hoa mắt thì tốt biết bao. Ngày hôm qua hẳn còn vững vàng, ngay thẳng. Vậy mà hôm nay đã biến thành thế kia. Chỉ một ngày đã nghiêng đến như vậy. Phải lệch tầm 30 độ. Cô lạc nhạn chợt sửng sốt vấn đề này quá là lớn rồi đâu phải chỉ là vấn đề lớn thôi đâu vạn bình nguyên lắc đầu tòa kiến trúc mang tính biểu tượng cho toàn thành phường hoàng này không thể cứu vãn được nữa hoặc là tối nay hoặc là sáng sớm mai dù sao thì tòa lâu này đã định trước sẽ biến mất về phần tập đoàn mộng thị vốn là doanh nghiệp ngôi sao của toàn trung nguyên mới hôm nay thôi đủ thứ bằng chứng trốn thuế lậu thuế chứng từ chứng cứ phạm pháp khác bày đầy một bàn tập đoàn mộng thị hẳn là rất khó qua cửa ải này ngày phượng mạch xung hồn hẳn còn chưa đến sóng gió chưa đạt tới đỉnh điểm đâu một gia tộc có truyền thống cha truyền con nối đã hai ngàn năm nay bị phế rồi có khi còn đoạn tử tuyệt tôn doanh nghiệp ngôi sao hàng đầu tập đoàn mộng thị Quá nữa, sẽ đi vào vết xe đổ của nhà họ Ninh, suy vong hoàn toàn. Đến lúc phượng mạch nổi lên, hai bên cao thủ vù minh và đà lục tinh hồn hỗn chiến. Tình hình chiến đấu nhất định sẽ khốc liệt chưa từng thấy. Khi ấy, ngày thành phượng hoàng diệt vong sẽ tới, sinh linh oán tháng. Vạn Bình Nguyên nói như vang vĩ. Nhạc Nhi à, ta biết, người tự bé, đã có người bảo vệ, không hiểu gì về những thứ này. Nhưng người hãy nghe dưỡng một câu đi 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 chuyện lần này quá là lớn chịu không có nổi đâu ta là người trong cuộc không thể rời đi nhưng mà ngươi thì vẫn còn cơ hội vạn bình nguyên thở dài nếu lần này phượng mạch xung hồn bị thế lực phe vuông minh cướp được e rằng đến cả vương đô trung nguyên cũng xui xẻo theo còn ta hiện nay đang tập trung toàn bộ cao thủ của vụ tổng đốc trong khoảng thời gian này không cho bất cứ ai ra ngoài, không được để tổn thất một người nào, chuẩn bị nghênh đón trận chiến phượng mạch xung hồn, tự chiến cho tới cùng, hồng cầu một chút may mắn. Vạn Minh Nguyên khẽ thở dài, hắn dường như đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc phả ra từ chiến trận. Trận chiến ấy không thể không có người phải chết, thậm chí số lượng người chết không nhỏ chút nào. Một khi đã ngã xuống ở chiến trường, về cơ bản đều là những cao thủ khiến người ta đau lòng thương tiếc. Dượng, chắc hẳn người chưa biết, bên cạnh ta có hai vị tông sư vọng khí. Cô lạc nhạn hơi suy tư. Họ mới vào thành đã thấy một số thứ rồi. Bố cục phong thủy của tòa thành này cho đến bây giờ đã trở thành thế cục rối loạn, sát khí, hung khí mù mịt đất trời. Vạn Bình Nguyên nheo mắt. Vọng khí ừ, còn có cấp bậc này sao? Dạ đúng, Cô lạc nhạn tỏ ra phân vân. Sợ dĩ ta không chịu đi có một phần lý do vì tình thế khá nguy hiểm. Ta đi chuyến này chẳng hiểu gì cả, không dám nói sằng bậy. Nhưng mà Dượng cũng nhắc đến điểm mấu chốt của phe ta và địch là phượng mạch xung hồn. Tất nhiên là có lý do của nó. Nếu không ngại, để hai người tinh thông như họ xem xét tình hình, xem có thu hoạch được gì không. Vạn Bình Nguyên im lặng ngậm nghĩ một chốc. Nói cũng có lý, Nhìn thôi không sao Vừa có ích lại vừa vô hại Cô lạc nhạn quay đầu nói Mời lão cao và lão vương tới đây đi Ở ngay cạnh hắn Một luồng gió nhẹ khẽ lung lay Sau đó không có chút động tĩnh nào Làn gió ấy chỉ khẽ khàng thở ra một hơi Nếu không phải người tu luyện nhạy bén tập trung chú ý Thì về cơ bản chẳng tài nào phát hiện ra Trong mắt vạn bình nguyên lấy lên vẻ kinh ngạc nhàn nhì đây là người ông cấp cho ngươi sao phải ông kêu hai vị sư phụ đi theo bảo vệ ta ông cụ đối xử tốt với người thật đấy vạn bình nguyên cảm khái từ tận đáy lòng thần ảnh hộ vệ trong truyền thuyết từ trước đến nay luôn là những kẻ bí ẩn nhất của đế quốc viên võ nhiệm vụ của họ chỉ có hai chữ bảo vệ cũng chỉ bọn họ có tư cách được gọi là thần ảnh mà kém hơn một bậc chỉ có thể gọi là ảnh tử. Do ảnh tử vĩnh viễn không đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, bởi vì họ còn lưu lại dấu vết tồn tại, còn thần ảnh thì không để lại bất cứ dấu vết gì. Sau một lát, hai lão già gầy đét dòng dõng cao được dẫn vào trong phòng khách. Vàng tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Hai người hành lễ thăm hỏi cùng một lúc. Tài hạ Cao Văn Thành Vương Thế Vũ, bài kiến vạn tổng đốc. Hai vị đại sư khách sáo rồi. Vạn Bình Nguyên nói. Ta vừa nghe Nhạn Nhi nói hai vị đại sư có kinh nghiệm nhìn thấu tình hình trước mặt của thành Phượng Hoàng. Bản đốc nơi đây, tình nguyện lắng nghe ý kiến của hai vị cao nhân. Xin hai vị vui lòng chỉ giáo. Ca Văn Thành bình thản cười nói. Chỉ đứng ở đây để nói, e rằng vạn tổng đốc nghe không có hiểu cách trực quan nhất để nhìn thấu phong thủy là đứng ở chỗ cao, hay là lên không trung tìm góc độ phù hợp quan sát toàn cục. Vương Thế Vũ thông thả nói, ta vừa lên cao xem thử một lượt, tiếc là người đứng trong thành phường hoàng này khó có thể thấy rõ. Kế trước mắt, chắc là tìm một nơi cao có thể quan sát toàn thành. Theo đánh giá của ta, đi từ thẳng Bắc Chí Nam nơi quan sát tốt nhất. Vạn Bình Nguyên câu mày nếu đi thẳng từ hướng chính bắc xuống phía nam đúng là có một chỗ tốt để mà đi ca văn thành ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài hiện nay là không giờ bây giờ chúng ta qua đó là đẹp chờ lúc nửa mới qua thì ánh trăng sẽ lệch đi rất nhiều miệng cưỡng quan sát thì sẽ gặp nhiều sai lệch vạn bình nguyên ngẫm nghĩ một chốc rồi tranh thủ nói vậy chúng ta qua xem thử ta cũng đi cô lạc nhạn giơ tay đi cùng nhau lúc này mấy người tả tiểu đa đã tới phượng hồi đầu được một lúc lâu hà viên nguyệt đã lâu không có lộ diện nay là ngồi trên xe lăn thời tiết rõ ràng nóng bức mà trên người hà viên nguyệt vẫn đắp một lớp chăn quả nhiên thân thể hà viên nguyệt đã suy nhược cực độ chống chọi không được bao lâu tần phương dương lặng lẽ thu hết cảnh này vào trong mắt trong lòng ngập tràn nỗi đau khổ sóng cuộn biển gầm ngàn môi bôi rối ngổn ngang là thư giấy mực không sao tả xiết thậm chí chẳng cần tả tiểu đa xem tướng nói thẳng ra tần phương dương cũng biết thời gian của hạ viên nguyệt không còn nhiều đã tới ngày dầu hết đèn tắt căn nguyên hoàn toàn khô kiệt sinh mệnh đi tới điểm kết thúc nếu hạ viên nguyệt chỉ là người thường hoàn toàn có thể tìm được linh dược kết tinh từ trời đất để kéo dài tuổi thọ ngặt nổi Hà Viên Nguyệt vốn là người tu hành, vì bị thương nặng mà tổn hao căn nguyên, khiến cho không có cách tu luyện được nữa. Thế nên, thân thể nàng trở thành một cái phẻo khổng lồ. Dù có dùng tiên đan hay linh dược đạt được trăm phần, thì cũng chỉ dư một, thất thoát lãng phí 99 phần. Hiện tại, đã tới giờ khắc căn nguyên kiệt quệ, hết cách xoay chuyển không thể trốn tránh. Hơn nữa, Tần Phương Dương còn thấy hà viên nguyệt mười mấy ngày nay không lộ khuôn mặt già đi một cách khác thường hắn đưa ra một kết luận đó là hà viên nguyệt đã lén sử dụng loại bí dược nào kết quả phải chịu phản vệ đã là giờ khắc cuối cùng mà hà viên nguyệt vẫn phải chịu thêm thương tổn điều này khiến cho tần phương dương có cảm giác mình sắp sụp đổ đến nơi lúc này hà viên nguyệt chăm chú quan sát thành phượng hoàng dưới ánh trăng trên khuôn mặt dăng đầy nếp nhăn, tràn đầy ý cười thư thái. Có lẽ, sự sụp đổ bất ngờ của hai đại gia tộc này sẽ ảnh hưởng nhất định đến sinh kế của người dân ở thành Phượng Hoàng. Thế nhưng mà Phượng Mạch thoát rồi. Một dân của Phượng Hoàng đã được tự do. Nó đang cố gắng giải dụa, sẵn sàng bùng sức. Chỉ chờ một chân khác được tự do, hoàn toàn thoát khỏi gông xiền, chính thức bay lên. Khi ấy, phường mạch bay lên, không còn gì ngăn được nữa. Nét mặt của Hà Viên Nguyệt rất đổi vui mừng. Tiểu đa, người thấy sao? Tả tiểu đa tập trung nhìn ngắm, chỉ thấy đất trời minh mang. Làng sương mù mờ ảo không khỏi bốc lên, trạng thái này giống như... Theo màn sương không ngừng bốc lên cuộn cuộn. Đó chẳng phải là một con phượng hoàng muốn tung cánh bay sao, đang xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ngay chỗ hắn đứng đầu Phượng Hoàng nâng lên thật cao. Núi cao ở hai bên trái phải, ứng với hai cánh của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng trong thành, một bên móng vuốt đã được dơ lên không trung. Bên chân còn lại đang găng sức rút ra từ bụng lầy. Đường mắt xa hơn nhìn về phía nam. Dãy Nam Sơn bị đốt sạch sẽ mấy hôm trước. Có thể thấy ánh sáng mờ ảo lóe ra từ đó. Dường như đã tới lúc Phượng Hoàng vỗ cánh bay lên. lồng đuôi lấp lánh, ánh lửa tuyệt đẹp. Từ thế tung cánh đã xong rồi, dù là ai cũng không ngăn nổi. Tả tiểu đa gật đầu khẳng định, sau đó lại nhíu mày, lẩm bẩm. Nhưng vẫn còn có vô số tạp điểu, vây quanh, mơ tưởng thèm thuồng sát khí hùng hãn bốn phương nhiễu loạn, nguy cơ trùng trùng, không được khinh thường. Hà Viên Nguyệt điềm nhiên nói. Phượng Hoàng ngạo thế thì bách điểu cùng hướng về nó. Phượng Hoàng xa xúc. Bách điểu nóng lòng thèm muốn nóng lòng đoạt ngôi, cướp lấy Phượng Hoàng mệnh cho bản thân dùng. Lúc này Phượng Hoàng đang ở thế bay lên, nhưng hẳn còn nguy cơ bị tiêu diệt. Quần điểu vẫn ở bên, vậy là đúng. Có lẽ chúng muốn chia sẻ chút lợi ích, hoặc cũng muốn bảo vệ Phượng Hoàng bay lên. Phượng Hoàng bay cao thì bách điểu đều một lòng theo chủ. Còn nửa kia ôm giả tâm đen tối, mong mỏi Phượng Hoàng chết đi để chúng hưởng lợi phượng mạch được lấp đầy, khoảnh khắc phượng hoàng vọt lên, nguồn mạch tích lũy vô số năm kia dồi dào như vậy. Chỉ cần được hưởng ké một hai phần thôi, cũng là ích lợi rất là lớn rồi. Vì vậy, mỗi lần long mạch phượng mạch giáng thế, ở thời khắc vượt lên đó, chắc chắn phải chịu rất là nhiều rủi ro. Đây cũng là lý do khiến số long mạch phượng mạch chết yếu nhiều hơn hẳn số bay tới 9 tầng mây. Hà Viên Nguyệt thở dài. Mà điều khiến người ta tức giận hơn là chẳng có nhiều long mạch phượng mạch thật sự bị tiêu diệt bởi bố cục phe địch bày ra, mà đa số là do những người bên phe ôm giả tâm quấy phá, thật là đáng tiếc. Đôi mắt to tròn của tả tiểu niệm đảo qua nói, nhưng mà hôm đó long mạch bay rất cao, trông rất dễ dàng mà, chẳng vấp phải chút ngăn trở nào. Hà Viên Nguyệt ho khan một tiếng sau đã đáp. Long mạch kia sao? Phải nói là ngoại lệ trong ngoại lệ. Rất khó bắt chước, khó mà bình luận. Thật lòng mà nói, nhiều năm rồi mới thấy một long mạch hèn mọn như vậy hiện thế. Từ lúc khai thiên lập địa chỉ có mỗi nó. Sau khi nhân loại ra đời, chưa thấy long mạch kiểu như vậy xuất hiện đâu. Hèn mọn sao? Tả tiểu niệm sửng sốt. Đúng là hèn mọn. Ta đã quan sát phượng mạch trong thành Phượng Hoàng mấy chục năm rộng, nhưng chưa từng phát hiện sự tồn tại của long mạch kia. Cách giải thích duy nhất là long mạch kia đã ngủ vùi dưới lòng đất bao nhiêu năm, không thèm nỗ lực, cũng chẳng tận dụng thiên thời thiên vận. Theo lý mà nói, thông thường long mạch phượng mạch được bắt nguồn từ mặt đất, từng giờ từng khắc hấp thụ linh khí trời đất, từ từ tích lũy vận mệnh, tốt xấu hơn mới có thể lăng thế thăng thiên rời đi. Còn long mạch kia thì khác, chẳng biết đã im ỉm bao lâu, ở lì dưới lòng đất không có chịu ra mặt. Nằm lì dưới đất, chiếm địa khí nuôi thân, chẳng chê lâu la mất thời gian. Ta còn nghi ngờ nó đã hấp thụ đủ từ lâu rồi, nhưng nó thà nằm yên một chỗ ngủ vùi, không có chịu hiện thế. Lần này nếu không vì hỏa hoạn lan đến phía nam, đánh thức long mạch e rằng nó vẫn tiếp tục ngủ, ngủ đến khi thiên hoàng địa lão. Hà Vi Nguyệt trợn trắng mắt, không biết vô tình hay cố ý, liếc nhìn tả tiểu đa. Thứ lòng mạch bại hoại, từ xưa tới nay, chưa thấy thứ gì bị ổi như nó. Rụt rè nhát gan, khi cưỡi gió lên mây, nó đã gom theo hết sạch số linh khí góp nhặt bao năm nay, chẳng để lại chút nào. Có thể thấy nó keo kiệt cực kỳ thần giữ của có một không hai tả tiểu đa xoa mũi nghĩ trong lòng thái độ hành sự của con rồng này khá giống mình đấy chứ rất hợp ý hắn cái gì của mình đừng hòng để cho người khác tả tiểu niệm bên cạnh cũng thấy vậy nàng tủm tỉm cười sư phụ à cái tính cách này giống tiểu đa quá rồi hà viên nguyệt hắn giọng đáp giống chỗ nào Thằng nhóc này sao có thể so với rồng được, cùng lắm là một con sâu thôi. Tả Tiểu Đa ngang nhiên nói, Tuy ta là sâu, nhưng ta tin chắc sẽ có một ngày ta biến thành rồng. Tính ra thì làm sâu cũng tốt mà, không ai để mắt chú ý nên bớt nguy hiểm hơn. An toàn là trên hết, là điều may mắn nhất. Ôi trời, cái nết kia kìa. Tả Tiểu Niệm gắt lên, có chỉ khí. Hà Vi Nguyệt cũng lắc đầu cười tiểu đà quan sát những mối nguy hiểm và nguy cơ của phượng mạch đi hà viên nguyệt dặn dò nguy hiểm nguy cơ tả tiểu đa tỏ ra khó hiểu nguy hiểm đến từ đâu có thể gặp nguy hiểm vào lúc nào đây là điểm cần được chú ý hàng đầu vào thời điểm hiện nay dạ vâng tả tiểu đa định thần cẩn thận quan sát lần thứ hai nhìn đủ 10 phút rốt cuộc thở dài trả lời Hà bà, cách cục về sau thật sự quá hỗn loạn. Ta chỉ thấy hai phe địch ta rắc rối phức tạp. Trong người có ta, trong ta có người, rối như tơ vọ. Khó mà phân biệt rõ ràng ra. Hà Viên Nguyệt lặng lặng gật đầu. Tả tiểu đa thấy được đến đây đã là cực kỳ khó rồi. Nhìn chung, sau tất cả, tình hình đã được cải thiện rất nhiều. Trên mặt của Hà Viên Nguyệt nở nụ cười. Thật ra thì đến được bước này rất hài lòng rồi nếu bảo còn thiếu sót ở đâu thì chính là chưa tìm được vị trí chính xác của Phượng Phủ Phượng Phủ tả tiểu đa ngậm miệng về bản chất hắn và Hà Viên Nguyệt khác nhau rất nhiều Hà Viên Nguyệt không đi lại được không thể lên trời xuống đất như hắn rồi quan sát tỉ mỉ xác nhận tình hình thế cho nên có nhiều chỗ Hà Viên Nguyệt không thấy được nhưng tả tiểu đa thì khác kể từ khi thành thạo vòng khí thuật, hắn đều theo dõi tình hình từng giờ từng phút. Có thể nói, mỗi phòng trong nhà, cách bày biện, bài trí đều được xem xét lại. Tạ Tiểu Đa muốn thăm dò bất cứ nơi nào hắn đi qua, xem từng tòa nhà, từng mặt tiền. Không biết có phải dụng công đã có thành quả rồi không, mà trong lúc vô tình, Tạ Tiểu Đa đã phát hiện ra một việc. Đó là nơi phượng mạch tập trung nhất, rõ ràng nhất sinh động nhất, vậy mà nằm ở tiểu khu gia viên Phượng Vũ của nhà mình. Chỉ là không biết thứ gì đã che giấu sự bất thường đó. Nếu không phải sống quanh năm ở đây, quan sát từng giây từng phút, mỗi ngày đều xem xét từ sớm cho tới tối, hở ra lại nhìn linh tinh, thì đúng là chẳng phát hiện ra. Nói cách khác, khu nhà Phượng Vũ chính là Phượng Phủ mà Hà Viên Nguyệt từng nhắc tới. Mà trong tiểu khu Phượng Vũ nơi khí mạch đậm đặc nhất, không đâu hơn nhà hắn. Khi tả tiểu đa phát hiện và xác nhận chuyện này, da đầu giật giật vì quá kinh ngạc, toàn thân trên dưới rùng mình, không rét mà rung. Dựa theo lý thuyết về bố cục nhà và gian phòng của hắn, hướng phòng của tả tiểu đa nằm ở phía đông nam, cũng là vị trí đầu tiên được bình minh phía đông chiếu xuống và là nơi cuối cùng ráng chiều hạ xuống khi ngã về Tây cũng chính là cách cục lưỡi tí xuân thiên rực cháy hừng hực. Xác nhận xong điểm này, tả tiểu đa suýt thị sợ hết hồn. Hai phe chính tà, một số người thèm khác đỏ mắt, đào ba tất đất, hồng kiếm ra vị trí đó. Ai về lại là nhà mình. Sự thật này khiến tả tiểu đa ngớ người ra như một cây gỗ. Mãi sau mới biết, cha mẹ mình vốn là đại lão, vì duyên phận nên ở lại nơi đây. Tả tiểu đa có cảm giác hắn đã tìm ra một câu trả lời tương đối hợp lý. Nhưng hắn vẫn còn có một thắc mắc nhỏ. Nếu đã sắp xếp như vậy rồi, chim lấy nó từ lâu, tại sao lại mặc kệ cho đám người sát phá lan tồn tại? Trực tiếp dẹp tan kế hoạch mà vua Minh triển khai, quét sạch thiên hạ, chẳng phải sẽ có thể ổn định phượng mạch xung hồn hay sao? Cho nên vấn đề nho nhỏ chính là vì kiến thức của bản thân tả tiểu đa còn hạn chế. Với đẳng cấp của chú Nam và Ngô Thiết Giang, dù cho đến tận bây giờ, vẫn là điều nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Nghĩ kỹ lại thì đẳng cấp của cha mẹ cũng nằm ngoài tầm nhận thức của mình. Mà kiểu đánh cờ trên mây này, hiện tại mình xem không hiểu cũng là chuyện thường. Phạm là ván cờ liên quan đến khí vận thì cũng ít khi tính toán được mất nhất thời. Nói không chừng, các đại lão có cách nghĩ và sắp đặt khác thì sao? hà viên nguyệt thấy tả tiểu đa đột nhiên mím môi thật chặt không kìm được mà bật cười nhưng mà cũng chẳng gặn hỏi làm gì đúng lúc này hà viên nguyệt nghe thấy tả tiểu đa kinh ngạc ồ lên một tiếng cả hai ngay lập tức ngẩng đầu như gần cùng lúc nhìn hướng về một nơi xa biểu cảm của hà viên nguyệt trở nên nghiêm túc tiểu đa người nhìn thấy gì tả tiểu đa cau mày sát khí đến từ hướng nam là dấu hiệu không lành. Hà Vi Nguyệt chậm rãi gật đầu. Đúng, sát khí xông thẳng tới phường hồi đầu là điềm cực kỳ xấu. Tần Phương Dương, một yên yên và Lam Thư nghe sắc mặt chợt thay đổi hoàn toàn khi tất cả người bỗng trở nên dạt dào như biển cả, ánh mắt như thiểm điện chăm chú nhìn về phương xa. Tần Phương Dương khẽ thở hắt ra một hơi, tay phải chậm chậm di chuyển, đặt lên chui kiếm. Toàn thân hắn vào lúc này giống như một thanh kiếm sắc bén, khi tức tàn bạo không hề che giấu, hung lệ vô biên. Tình trạng thân thể của Hà Viên Nguyễn lúc này đã làm cho Tần Phương Dương bực bội không có chỗ xả, lòng như lửa đốt nhưng không làm được gì. Vị ngũ phương tướng quân xưa kia hận không thể nào xông chiếm giết điên cuồng ngay và luôn. Để xả hết những nỗi phiền muộn trong lòng mình, rõ ràng tất cả thuận lợi, Hà Viên Nguyệt có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi lại có sát khí từ phương nam tới. Điều này khiến cho Tần Phương Dương phẫn nộ, rồi cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa. Người đến rất hay. Trước mặt bao người từ phía xa có một đoàn không dưới ba bốn mươi người cùng ngự không mà tới. Khi nhìn rõ đối phương, nhóm người tải Tiểu Đa và Hà Viên Nguyệt thoáng chốc ngây ngẩn người còn bên kia thầy đám hạ viên nguyệt cũng ngớ người theo hà ba thầy tần tả lão đại vạn ly tú cũng đi theo nét mặt ngơ ngác lên tiếng hỏi sao khéo như vậy không biết đêm hôm khuya khoắt đều tới sau không giờ hai nhóm người cùng gặp nhau trên đỉnh núi hoàng vu thật là trùng hợp đám người tần phương dương cũng cảm thấy rất bất ngờ vạn tổng đốc sát khí từ phía nam là vạn tổng đốc hay sao? Chẳng nhẽ là nhìn nhầm. Mục yên nghiêng vô thức ngoái đầu nhìn Hà Viên Nguyệt, hiển nhiên là đang đợi câu trả lời khẳng định từ bà. Tần Phương Dương và Lam Thư tỏ ra lạnh tanh không đổi sắc, trái lại còn nâng cao mức độ đề phòng thêm một bậc. Bọn họ khác với Mục yên Yên lời nói của Hà Viên Nguyệt đối với bọn họ giống như là chiếu thư của Hoàng đế. Đừng nói tới vạn tổng đốc, cho dù là vua Trung Nguyên thì sao? Lúc trước, chẳng phải Thượng Thanh Vân đã được vạn tổng đốc giúp đỡ, nên mới cắm rễ tại thành Phượng Hoàng bao nhiêu năm nay sao? Nếu khi ấy, bọn họ kỳ thật đã âm mưu, cấu kết, thì chưa ai dám chắc là không có. Nét mặt của Hà Viên Nguyệt xa xầm, còn tả tiểu đa thì khá kinh ngạc. Hóa ra người trước mặt là hiệu trưởng Hạ. Vạn Bình Nguyên rất kính trọng Hà Viên Nguyệt người đã dốc tâm huyết làm việc cả đời hắn hành lễ hỏi trước rồi trầm giọng hỏi hơn nửa đêm rồi sao các vị lại ở đây hà viên nguyệt cười nhạt nói không dám nhận rồi tùy tiện nói phượng mạch xung hồn sắp xảy ra rồi ta luôn không yên tâm tranh thủ ban đêm đến xem phong thủy vọng khí vận nói thật là xấu hổ lão thân chỉ có lúc này là còn hữu dụng mà thôi Mấy lời này được nói bằng giọng điệu bình thản như nước, êm đềm không chút gợn sóng. Nhưng nhóm người Lam Thư Tần Phương Dương lại hiểu rõ ý tứ thật sự của nàng. Tối nay, người vọng khí là Hà Viên Nguyệt. Tả Tiểu Đa tuyệt đối không được bại lộ ra. Tả Tiểu Đa tinh ranh, nghe thì hiểu ý, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên reo. Tú Nhi, người cũng tới sao? Tối nay ăn bao nhiêu cái bánh bao rồi? Ăn 200 hả? Đã đói hay chưa? tức thì vạn ly tú đỏ mặt với tận mang tay, tức giận thốt lên tả lão đại người chớ có kiêu căng sớm muộn gì sẽ có một ngày ha, sớm muộn gì sẽ có ngày ngươi ăn được hai trăm năm mươi cái bánh bao tả tiểu đa thô bỉ cười ha hả hôm ấy ta đếm thử rồi ngươi và long vũ sinh hai người cộng lại ăn hết đúng hai trăm năm mươi cái ngươi vạn ly tú giận sôi vạn bình nguyên cười ha ha thần thái đầy vui mừng vị này là tả đại sư nổi tiếng gần xa tả đại sư cũng tới đây vọng khí hay sao tả tiểu đa nghiêm túc hành lễ chào chú vạn về xem tướng ta còn có chút trình độ chứ vọng khí thì thứ này ở một cấp bậc rất là cao thật sự là vô bờ bến ta cũng chỉ có thể ngửi khí mà thôi chỉ có thể ngửi khí vạn bình nguyên bị mấy lời này chọc cho suýt bật cười ta cũng có thể ngửi khí nha. Vạn tổng đốc tiến lên một bước, vẻ mặt không chấp nhặt nắm lấy tay của tả tiểu đa, rất nhiệt tình. Tả đại sư, chẳng hay lúc nào ngài rảnh rỗi, nhất định phải tới hàng xá làm khách nha. Tả tiểu đa hắn giọng đáp, không cần bớt thời gian, đêm nay đi luôn cũng được mà, chẳng phải qua giờ tí rồi sao, chính là hôm nay đó. Vạn Bình Nguyên ho khang liên tục, dở khóc dở cười. Tối nay sinh nhật con gái đã mời hắn rồi, vậy mà chẳng nói sớm làm cho mình ê mặt. Vạn Bình Nguyên hùng dữ trừng mắt con gái. Vạn Ly Tú tiến lên làm nũng. Cha đây là một tinh thần côn lừa đảo. Người trăm ngàn lần đừng có tin, không chừng gặp phải rủi ro, rủi ro lớn đó. Hồ đồ! Vạn Tổng đốc nghiêm nghị quát con gái. Phải tôn trọng tả đại sư, không được lỗ mãn. Ui da! Vạn Ly Tú lấy tay đỡ trán sau đó mọi người cùng giới thiệu hàng huyên với nhau nhưng trong lòng hai nhóm người đều tự thấy thật lạ lùng đêm khuya thế này gặp gỡ nhau trên đỉnh núi hàng huyên cảnh ngộ thế này đúng là cả đời hiếm thấy bên kia cô lạc nhạn nhìn thấy một yên yên mừng rỡ reo gì mục sao người cùng ở đây một yên yên nhìn cô gái đang đeo mặt nạ hồ nghi hỏi người là nhạn nhi đúng là ta. Cô lạc nhạn nhảy lên, vui mừng nắm lấy tay của Mục Yên Yên, lắc liên tục. Chẳng phải ta đã nói với người rồi sao? Muốn đến thăm người, tiện thể xem đồ đệ của người, linh niệm thiên nữ trong truyền thuyết. Mục Yên Yên chỉ đành cười khổ. Niệm nhi, qua đây, ta giới thiệu với người một chút. Đây là một vị cố nhân của ta, cô lạc nhạn. Chắc người cũng từng nghe qua cái tên này rồi, còn đây là đệ tử của ta, Linh Niệm. Xin chào. Tạ Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hành lễ. Xin chào. Cô lạc nhạc nhìn Tạ Tiểu Niệm cũng nhẹ nhàng hành lễ. Không biết là vì tâm lý gì, nàng tháo khăn che mặt xuống. Thứ này khó đeo thật đấy. Hai nàng quan sát lẫn nhau, trong đầu cùng nảy ra một ý nghĩ. Đẹp quá. Nhưng mà suy nghĩ trong đầu của cô lạc nhạn còn chêm thêm ba chữ. Quá thuần khiết. Hai bên nắm tay nhau, nói tới nói lui. Chỉ mới gặp nhau đã quen nhau như bạn rất thân. Còn bên kia, Tần Phương Dương và Lam Thư không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng muôn vàng nghi hoặc. Không phải nói có sát khí từ phía nam sao, sát khí ở chỗ nào. Vạn Tổng Đốc đứng cạnh xe lăn của Hà Viên Nguyệt, cúi thấp người, khẽ hỏi. Ngày trước, Vạn mổ không biết gì về vòng khí thuật, cho nên không cho đó là đúng. Quả thật là một sai lầm lớn, nhưng bây giờ chắc chắn không như vậy nữa. Lão hiệu trưởng, vạn mổ xin chân thành tạ lỗi vì những chuyện đã qua. Đó là lời xin lỗi muộn màng. Có thể nói Hà Viên Nguyệt là người có uy danh cao nhất thành Phượng Hoàng, nhưng người ta là vạn bình nguyên, vạn tổng đốc. Ông mới chính là người đứng đầu địa phương này. Thế nên khi trước, Hạ Viên Nguyệt đã nhiều lần tìm gặp Vạn Bình Nguyên vì chuyện Phượng Mạch. Tiếc rằng nhà họ Mộng và nhà họ Ninh gây rối nên Vạn Tổng đốc Đại Nhân cứ luôn không quan tâm coi trọng chuyện này. Vạn Tổng đốc Đại Nhân là một trong số ít các quan chức ở thành Phượng Hoàng, không có quan hệ mật thiết cùng Hạ Viên Nguyệt. Hạ Viên Nguyệt cười thản nhiên. Làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc cho một phương. Chuyện phải xử lý đương nhiên càng ít càng tốt có thể đè được xuống thì đè xuống, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu cũng chưa chắc đã là vì chức vị, đó là cách xử lý để ngăn người rối loạn lớn hơn trong nhân dân. Vạn Tông đốc thật sự không cần xin lỗi ta, với cuộc sống của nhân dân mà nói, quyết sách của người hoàn toàn chính xác, ta hiểu rõ mà. Vạn Bình Nguyên thở hắt ra một hơi dài. Cảm ơn người đã thông cảm nhưng ta vẫn thấy rất là xấu hổ. Do đã biết sự lợi hại trong đó, nên mới suy nghĩ nhiều hơn về mảng này. Bây giờ nhạn nhi tới đây, nhắc đến chuyện có hai vọng khí sĩ đi cùng với nàng, nói là phong thủy thành phường hoàng có vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn này xảy ra nhiều chuyện như vậy, rất có khả năng là vì bố cục phong thủy. Ta bèn mời họ tới xem, không ngờ mới đến nơi đã gặp lão hiệu trưởng. Nghe nói lão hiệu trưởng cũng là chuyên gia trong ngành này vừa hay đêm nay may mắn gặp mặt có ba vị đại sư tề tụ ở đây có thể để cho chúng ta mở mang kiến thức vạn bình nguyên giới thiệu cho hà viên nguyệt về cao văn thành và vương thế vũ sau đó cười nói tiếp theo ta chỉ đứng đợi chăm chú lắng nghe hà viên nguyệt khiêm tốn phải để ta học hỏi hai vị đại sư này mới đúng chứ nói rồi dùng gậy chống đánh một cái lên người của tải tiểu đa. Con khỉ con này còn chưa tránh ra, nhường đường cho hai vị đại sư sao? Sao cứ đứng lì một chỗ, đứng tiếng nghiện ư? Ừ. Tải tiểu đa ngoan ngoãn, dạ dạ, mời hai vị đại sư qua. Nói rồi liền trốn sang phía tần phương dương. Tất cả mọi người dồn sự chú ý lên ba người hà viên nguyệt, chẳng ai để mắt đến đứa nhóc kia. Tả Tiểu Đa nhân cơ hội này tranh thủ nhìn một lượt tướng mạo của những người ở đây. Vạn Bình Nguyên nhìn đã biết là một người chính trực, vận khí rất dài, không có vấn đề. Vạn Ly Tú bị Tả Tiểu Đa nhìn mòn luôn rồi, dường như là trên người có mấy cọng tóc. À không, hắn không biết gì đâu, nói chung là chẳng sao hết. Ở phía tương đối xa là cô Lạc Nhạn. Nhìn tướng mạo người này không có gì sai trái. Thế nhưng, bên cạnh cô Lạc Nhạn lại có một luồng khí tức kỳ quái quẩn quanh. Nói cách khác, nhìn bằng mắt thường thì cô lạc nhạn chỉ là một người, nhưng kết hợp cách nhìn của vọng khí thuật thì có ba luồng khí tức phân biệt rõ ràng. Theo phán đoán của tả tiểu đa, bên cạnh cô lạc nhạn hẳn là còn có hai người khác bảo vệ. Mặc dù hai người này ẩn nấp cực tốt, vượt qua tầm nhìn, thậm chí vượt qua cảm ứng nhận biết của ngũ quan, nhưng vị vận khí của bản thân vẫn luôn tồn tại nên không thể nào thoát khỏi ánh mắt nhìn bằng vọng khí thuật. Chỉ có điều, bên cạnh cô gái này lại có thêm hai đại cao thủ siêu cao cấp như vậy, khiến cho tả tiểu đa rất là ngạc nhiên. Tả tiểu đa bắt đầu lẩm nhẩm trong lòng. Không biết có thể lừa lại đây làm vệ sĩ lâm thời cho niệm niệm mèo được không? Cơ duyên kia của niệm niệm mèo như có như không? Có phải sẽ ứng ngay tại đây? Lại nhìn những hội vệ khác, cùng vài cô gái đi cùng toàn bộ đều không có gì bất thường cuối cùng tả tiểu đa mới ở sau lưng của tần phương dương nhờ cơ thể của tần phương dương che chở quan sát hai vọng khí sĩ thông qua khe nách của tần phương dương hai người này thật sự là cao thủ vọng khí đỉnh cao vì là cao thủ vọng khí nên cảm giác đối với bên ngoài đương nhiên càng nhạy bén tả tiểu đa đương nhiên phải thật cẩn thận mà tần phương dương cùng hắn phối hợp cũng được xem là hoàn hảo không chê vào đâu được, thậm chí còn đặt phần khí cơ của mình để che lấp giúp cho tả tiểu đa, quả thật dụng tâm lương khổ. Cao đại sư, Vương đại sư, theo như hai người thấy thì vận khí thành phường hoàng này của chúng ta như thế nào? Bên này Hà Viên Nguyệt cười mỉm. Lúc này Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ đều cảm thấy dường như có người đang nhìn trộm mình. Đó là một loại cảm giác khó chịu, giống như muốn lột sạch quần áo của hai người, dường như tất cả bí mật của bản thân đều không cách nào che giấu, không kìm được quay đầu nhìn lại đối diện với ánh mắt tựa như điện lạnh của Tần Phương Dương. Hai người đều có cảm giác đôi mắt của người này rõ ràng là hai thanh kiếm sắc bén tuyệt thế, vô cùng sắc bén, đâm vào da mặt mình đau đớn âm ỉ. Trong lòng hai người vẫn không hiểu được người ở đối diện kia tuy là tuyệt đỉnh cao thủ, cường giả hiếm thấy. Nhưng rõ ràng, bây giờ mọi người đều thuộc một phương hướng, cùng một phe. Tại sao phải nhìn hai người bọn hắn như vậy? Hai người mỉm cười cứng nhắc xoay đầu lại, còn không kịp suy nghĩ, thì đã nghe thấy câu hỏi của Hà Viên Nguyệt. Trong chớp mắt, hai người đều lấy lại tinh thần. Vì điều này có nghĩa là ba vọng khí đại sư đấu đá nhau trong lĩnh vực sở trường của mình bắt đầu rồi sao có thể thua được chứ? Ca Văn Thành tập hợp toàn bộ tinh thần, lòng yên tĩnh như nước nặng. Sau đó mở to đôi mắt, nhìn xuống toàn bộ khu vực thành Phường Hoàng ở dưới núi. Vương Thế Vũ bên cạnh hắn cũng hành động như vậy. Hạ Viên Nguyệt cười nhạt không sốt ruột chút nào, vẫn ngồi ung dung như vậy, quan sát đất nước tươi đẹp dưới chân. Gió êm dịu dàng thổi qua mái tóc thừa thớt đã hoàn toàn bạc trắng của bà, bình thản ung dung đến khó tả. Mười mấy phút sau, hai người vẫn đang quan sát, nhưng từ vẻ mặt càng lúc càng thận trọng có thể phán đoán ra. Hai người đã nhìn thấy được gì? Hà Đại Sư, phong thủy của thành phường hoàng này thật sự rất tốt. Trong đó phượng mạch đã hoàn toàn thành hình. Vài hôm nữa sẽ bay vút lên trời. Đáng mừng, đáng mừng. Ca Văn Thành nhẹ nhàng thở dài, không rõ tâm trạng nói. Hà Viên Nguyệt ngẩng đầu. Chỉ là giây phút cuối cùng khi phượng mạch thành hình sông lên. Cùng với đó có nhiều nguy hiểm như vậy. Không biết sau cùng là phúc hay họa vẫn chưa thể nói được. Ca Văn Thành than thở liên tục. Không biết ai bố trí trận pháp đảo ngược âm dương. Thật sự là một siêu phẩm khiến cho nước sông Văn Thủy chuyển sang hướng Tây. Làm như vậy, mặc dù có thể nói là đoạt lấy sự tuyệt vời tạo hóa thiên địa nhưng ý muốn của nó có yêu cầu quá lớn hơn nữa chú trọng từ đoạt của đoạt lấy tạo hóa thiên địa bên trên chính là thành công tại đó mà thất bại cũng tại đó lời này giải thích ra sao xin cao đại sư nói rõ cho hà viên nguyệt câu mày phượng mạch vọt lên cao vốn dĩ là do tạo hóa thiên địa hình thành thuận theo ý trời tuy nhiên trận pháp đảo ngược âm dương mặc dù thúc đẩy thế phượng hoàng bay lên cao cuối cùng là bức ép thay đổi phương hướng dòng chảy của nguồn gốc sinh mệnh vô tình cố ý chia mất một phần khí vận của phượng mạch nói dễ nghe thì là phân chia nói khó nghe thì là cướp đoạt đây chính là đoạt rồi đoạt của đoạt tạo hóa thiên địa phần khí vận bị cướp đoạt đó khiến cho phượng mạch khó thành công hoàn toàn không tránh khỏi việc để lại cơ hội cho kẻ gian lợi dụng hành động ánh mắt của cao văn thành nghiêm trọng sắc mặt thận trọng hơn nữa dòng chảy hai bên trái phải đều có từ xa xưa mạch nước trực tiếp chảy ra mênh mông điều này dẫn đến khí vận của phượng mạch một phần chảy ra mênh mông một phần bị ngăn hơn nữa dẫn đến thiên vận của phượng mạch ở chỗ đó không đầy đủ địa vận còn thiếu cộng thêm đối tượng xung hồn của phượng mạch sớm đã bị khóa chặt nhân vận khó mở vô cùng hiểm trở. Cao Văn Thành nghiêm trọng nói, tin là nhất định Hà Đại Sư đã từng nghe qua cục sát phá làng. Có đôi lúc không chỉ đặc biệt nói về vô minh, tam đại môn phái, mà nhiều lúc còn phím chỉ miêu tả sát cục đặc biệt. Theo như ta thấy, thì ít nhiều gì phượng mạch của thành phượng hoàng lúc này cũng đã đối mặt với kết cấu đặc biệt như vậy. Cục sát phá làng hợp nhất với tam tinh phá bỏ vù mình. Còn có một tầng khác, cục sát phá lan thuộc về tình hình chung của thiên địa nhân. Thiên vận không đủ, địa vận còn thiếu, nhân vận khó mở. Thiên tai là hiểm họa của nhân loại. Sát cục hai tầng song hành cùng nhau, cực kỳ không may mắn, rất nguy hiểm đáng sợ. Hà Biên Nguyệt nheo mắt nói. Cục sát phá lan hai tầng. Ngoài sát phá lan ra còn có cục sát phá lan hay sao vương thế vũ lên tiếng quan điểm của ta và cao huỳnh hoàn toàn giống nhau ta nghĩ cục này là sát cục gần như không thể giải quyết nếu như không cẩn thận ứng phó sợ rằng phượng mạch này thật sự sẽ chết yểu hà viên nguyệt khiêm tốn hỏi vậy theo như hai vị đại sư thấy thì nên dùng cách nào để cẩn thận ứng phó thay đổi nguy cục này cao văn thành cười nói những thứ hai người bọn ta nhìn thấy chỉ là lời của người một nhà. Hiểu biết đối với kết cấu thế lực của thành phường hoàng này quá là ít. Thật sự có tâm nhưng không có sức, không dám nói bừa. Còn nữa là quan điểm của hai người bọn ta chưa hẳn giống với Hà Đại Sư. Nếu quan điểm về nguy cục sát phá lan hai tầng kia, chúng ta không thể đạt được nhận thức chung. Sợ rằng cuối cùng chỉ có kết quả cãi nhau mà thôi. Hà Viên Nguyệt nghe thì cười nói nguy cục của sát phá lan hai tầng này thật sự không đáng sợ. Từ tình hình chung bên ngoài của thiên địa lúc hiện nay thì thấy rằng có lẽ vẫn còn có biến số. Nhưng phần tính toán này của Cao Đại Sư thật sự rất có trình độ, có thể thấy rất là cao minh. Cao Văn Thành cười he he, quá khen rồi. Vậy nên ta mới khiêm tốn xin chỉ bảo, hy vọng hai vị đại sư vui lòng chỉ bảo cho kỳ vọng có thể tăng thêm một chút sức mạnh để phường mạch vùng dậy làm theo thiên mệnh làm trọn cục này hà viên nguyệt cười mỉm sắc mặt hai người càng nặng nề hơn ngước mắt nhìn lần nữa rất lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu mặc dù không phải không thể nhưng mà sẽ cực kỳ khó khăn chỉ cần có thể xin cứ nói khó khăn từ trước đến nay đều không phải là vấn đề hai vị xin cứ việc nói, cho dù là nói sai cũng không sao. đêm nay xem như là đêm trao đổi học thuật đi. Hà Viên Nguyệt nói, ta nghĩ Cao Văn Thành lên tiếng. tại điểm trung tâm này, chỗ mắt âm dương um, chính là hai hồ nhân tạo của Mộng Gia và Ninh Gia. nếu như có thể dùng biện pháp hoàn toàn làm thông hai hồ, trở thành hồ trong thành. Sau đó, dờ vào sức mạnh của văn thủy để Hồ Trong Thành tự đảo ngược lưu thông một lần nữa. Có lẽ có thể đạt được một chút hiệu quả. Hồ Trong Thành, đảo ngược lưu thông, đảo ngược dòng chảy văn thủy, tự hình thành lưu thông tại Hồ Trong Thành sao? Đôi mắt của Hà Viên Nguyệt co rút. Cao Văn Thành nói, một ý kiến nông cạn thôi, không đáng nhắc đến. Hà Viên Nguyệt hít sâu một hơi, không nói lời nào trở nên trầm tư rất lâu sau cũng không đáp vương đại sư thấy ra sao ta thấy ý kiến của cao huynh rất có đạo lý rất có triển vọng nhưng mà vừa rồi như có tia sáng thần kỳ lóe lên trong ta có một ý tưởng đột phá có lẽ sẽ có tác dụng đi lóe lên tia sáng là ý tưởng đột phá ư đúng vương thế vũ cười khổ nói thật sự là một ý tưởng đột phá ta cũng chỉ đưa ra để mọi người cùng tham khảo nếu như cảm thấy không thích hợp thì cứ xem như ta chưa nói gì tham khảo thử xin mời nói ta cảm thấy chúng ta có thể xây dựng một tòa lầu cao nhất thành tại vị trí trung tâm của thành tế đàn thiên hỏa chỉ cần có thể nhanh chóng hoàn thành trước ngày phượng mạch xung hồn là được rồi vương thế vũ nói rõ từng câu từng chữ bỗng nhiên Hà Viên Nguyệt ngẩn đầu. Khi nói ra lời này, đến ngay cả Cao Văn Thành cũng hết sức ngạc nhiên, vội vàng ngăn. Vương Huynh à, lời này không thể nói bậy được đâu. Vương Thế Vũ cũng cười khổ. Đúng, đương nhiên ta biết lời này không được nói bậy, vì vậy ta mới do dự. Vì vậy mới nói chỉ để tham khảo. Tế đàn thiên hỏa chính là biểu tượng của Vu minh, dấu hiệu độc nhất của liệt hỏa đại vương nhưng mà tế đàn thiên hỏa này lại có một lợi ích mà các biện pháp ứng phó khác không có có thể hấp thu chân hỏa chi lực của mặt trời đến mức tối đa chăm sóc nơi đó tồn tại phượng mạch xung hồn nghiên cứu nguồn gốc của nó sẽ không thoát khỏi phượng hoàng niết bàn dục hỏa trùng sinh sức mạnh của phượng hoàng cũng tương đối mạnh hơn mà tế đàn thiên hỏa lại có thể nhanh chóng tạo ra nhiệt năng vô hạn cho phượng mạch trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn Vương Thế Vũ nói. Căn cứ vào suy tính này ta mới có đề nghị như thế. Có điều cách này cũng có tai hại cực lớn. Nếu như người của vô tộc ẩn nấp trong thành phường hoàng có cả dòng dõi liệt hỏa đại vù, vậy tế đàn thiên hỏa này ngược lại sẽ bị kẻ địch mượn thế động vào, khiến cho sát cục càng không an toàn, nguy hiểm càng thêm nguy hiểm. Cao Văn Thành nhíu mày sau lên tiếng. Suy tính này là đúng lẽ, nhưng nói tới đây, nơi này có dòng dõi liệt hỏa đại vu mai phục thì không chắc. Dòng dõi liệt hỏa đại vu, nhóm lửa chiến đấu, không có lửa sẽ không có vỏ, bình thường sẽ không vượt ngoài phạm vi thế lực vùng minh. Mặc dù thành Phượng hoàng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng chung quy cũng thuộc vùng nội bộ nhất của tinh hồn. Dù vô minh có người ẩn nấp, thì cũng rất khó để có dòng dõi liệt hỏa đại vu. Mà đợi sau khi phượng mạch xung hồn thành công thì lập tức dỡ bỏ tế đàn thiên hỏa. Như vậy sẽ không sợ có ảnh hưởng về sau. Vương Thế Vũ cân nhắc. Nói thật thì lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn sợ có chuyện lỡ như. Ca Văn Thành cau mày do dự nói. Chuyện này thật sự cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tuyệt đối đừng gây rắc rối không cần thiết. Lỡ như vì chuyện này mà Vương Huynh bị định thành gian tế của Vu Minh thì cả đời này của ngươi thê thảm rồi. Vương Thế Vũ cũng bật cười ha ha. À, bởi vậy ta mới luôn nói phải thận trọng, phải thận trọng. Rõ ràng hai người này đang là kẻ sướng người họa, tự lẩm nhẩm. Mà Hà Vi Nguyệt lại giống như đang suy nghĩ điều gì, cúi thấp đầu không nói một lời. Sau khi cúi thấp đầu, sự tức giận tới rùng mình, suýt không kềm chế được, rốt cuộc thoáng qua trong ánh mắt. Diễn kịch trước mặt bà già này sao? thật sự nghĩ rằng ta không nhìn ra mưu đồ hiểm ác của hai người các người ư. Nhưng phượng mạch sung hồn là chuyện lớn của thành phượng hoàng. Cao Văn Thành nghiêm trang cúi người hành lễ với Vương Thế Vũ. Vương Huynh, một khi phượng mạch sung hồn thành công, sau này rất có khả năng sẽ trở thành một lực lượng trung kiên của nhân tộc, có thể so sánh với sự tồn tại như của đại vương đủ để làm cho tương lai của toàn bộ nhân loại càng tươi sáng hơn. Vương Huynh, nếu ngươi đã suy tính ổn thỏa, cho dù ngươi tạm thời chịu chút oan ức thì có sao đâu. Cao Văn Thành nói ý tứ sâu xa. Nói một câu khó nghe nhất đi, cho dù thật sự xem ngươi như gian tế vô minh để thi hành án, chết rồi, lẽ nào đóng góp của ngươi lại có thể bị gạt bỏ hết sao? Ngươi là vì nhân loại mà, đây chính là chính nghĩa là chính nghĩa đó vương huynh à vương thế vũ đang do dự cũng lên tiếng ta để ta nghĩ lại đã vừa rồi khi nói ra trong lòng ta đã cảm thấy hối hận rồi vương huynh suy nghĩ kỹ càng đi ca văn thành hít một hơi thật sâu dường như quyết định một việc trọng đại hà đại sư hà viên nguyệt ngẩng đầu sao còn có vạn tổng đốc. ca Văn Thành rất hùng hồn quyết liệt nói. Nếu không có dự định đấy thì thôi đi. Còn nếu chúng ta định đấu một trận, ta sẽ bằng lòng gánh vác trách nhiệm này cùng với Vương Huynh. Những lời bọn họ nói, đương nhiên vạn Bình Nguyên đều nghe được hết. Cảm động không thôi. À, hai vị cao thượng như trời, vạn mổ ghi nhớ trong lòng. Chỉ có điều chuyện này là chuyện lớn ta cần phải bàn bạc với những người khác một phen mới có thể đưa ra kết luận được. Ca Văn Thành gật đầu. Chuyện đấy cũng đúng, ta chờ tin tốt của vạn tổng đốc. Hy vọng bọn ta có thể góp một phần tâm sức vào tình hình chung của nhân loại. Bạn Bình Nguyên nghiêm túc, lễ độ nói. Cảm ơn hai vị rất nhiều. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tần Phương Dương ngẩn ngơ. Hắn vẫn luôn đứng nghe ở bên cạnh, chỉ là không có ai tìm hắn để nói chuyện mặc dù hắn nghe rõ từng câu từng chữ của những câu nói đấy nhưng dường như nội dung trong đó một chữ cũng không hiểu nổi nhưng vẫn cố gắng giả vờ làm ra dáng vẻ như ta đang nghe dáng vẻ ta hiểu rất rõ đúng là rất vất vả tuy nhiên cũng vào lúc này đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút khác thường chính là tả tiểu đa đang đi tới đi lui sau lưng hắn tần phương dương ho khang một tiếng biểu hiện bản thân biết rồi phát hiện rồi sau đó còn cảm thấy tả tiểu đa đang viết chữ trên lưng mình hai người này là người của Vu Minh tất cả những lời nói kia đều không phải ý tốt Hà bà bên đó đã biết rồi chỉ là tạm thời án binh bất động muốn xem thử chủ ý của bọn họ là gì thôi những sắp xếp mà bọn họ nói đều đang phá hỏng những sắp xếp của chúng ta khi trước hơn nữa còn muốn kêu gọi những hệ thống vô minh đại năng khác tới. Tần Phương Dương lập tức không nhịn được, chấn động trong lòng. Ánh mắt lại nhìn về Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ, dần dần trở nên lạnh lùng, uy nghiêm, đáng sợ. Lúc nãy chỉ nghe và đoan ý qua sắc mặt lời nói, nhìn chinh khí hào hùng vì nước vì dân của hai người này, vẫn nghĩ rằng hai người này đang làm chuyện tốt, trong lòng còn có chút xúc động. Không ngờ chân tướng lại là như vậy. Chuyện này thật sự khiến cho Tần Phương Dương rất tức. Còn mẹ nó chứ, xem ông đây là đồ ngu sao? Chỉ nghe thấy Hà Viên Nguyệt thông thả nói. Cao Đại Sư và Vương Đại Sư, lần này đến cùng cô Lạc Nhạn có đúng không? Cao Văn Thành cười nói. Đúng, ta vẫn luôn là người đi theo nàng. Thật cảm ơn nàng vì đã không ghét bỏ ta. Lúc nào cũng giữ bên cạnh để ta có cơ hội mưu sinh kiếm sống hà viên nguyệt thản nhiên nói hai vị vừa đến thành phường hoàng không lâu nhưng vừa liếc mắt đã hiểu rõ tình thế xung quanh của thành phường hoàng thật sự là có năng lực rất tốt bản lĩnh rất tốt vương thế vũ nhạy cảm nhận thấy giọng điệu của hà viên nguyệt không ổn lắm cười cười không dám nhận không dám nhận đó chẳng qua là rèn luyện cơ bản của võng khí sĩ bọn ta thôi trước khi đến một nơi nào đó dù sao cũng có thói quen tìm hiểu nghiên cứu. Đương nhiên, chỉ cần có thể đi đứng thuận lợi, thì đó cũng chỉ là chuyện bước thêm vài bước mà thôi. Vừa nói xong câu này, cô lạc nhạn đang nói chuyện với một yên yên, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lấy ra tia kinh ngạc. Người nói cái gì? Tần Phương Dương quát một tiếng bừng bừng giận dữ, bước đến trước mặt Vương Thế Vũ, nắm lấy tóc hắn, búp búp chát chát, đánh 30-40 cái bạc tay lên mặt. Lực bạc tay này Tần Phương Dương đánh vừa nhanh lại vừa vang dội. Trước sau nhiều nhất, chừng một phút, đã đánh xong 30-40 cái bạc tay. Khuôn mặt của Vương Thế Vũ đã sưng vù lên như cái đầu heo. Tai mắt mũi miệng đều chảy máu, không kịp kêu lên. Cơ thể cũng bị đánh cho hồ đồ luôn rồi. Ai cũng không ngờ Tần Phương Dương sẽ ra tay vào giờ phút quan trọng này. Tất cả đều đến bất ngờ như vậy, không cách nào hiểu được. Vương Thế Vũ vốn không có sở trường về tu vi, kém xa tầng phương dương. Hơn nữa còn không hề phòng bị nên không kịp trở tay. Bị bắt được đến ngay cả suy nghĩ phản kháng trốn tránh còn không kịp nghĩ đến. Thì trận bạc tay đó đã đánh xong rồi. Thật sự là vừa nặng vừa ác, vừa vang vừa dứt khoát. Biên cố bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng. Người của hai phe đều đối xử với nhau rất lễ nghĩa, lời nói khách sáo, bầu không khí rất hòa thuận chỉ vì một câu nói có hơi không thích hợp kia, sau tần phương dương đột nhiên phát điên lên. Xong đến, giống như một người bị bệnh thần kinh, bắt được người lập tức muốn đánh chết. Đây không phải là thất lễ, mà là đang gây thù kết oán, là tử thụ. Cô lạc nhạn bên kia câu mày ánh mắt suy tư nhìn sang, nhưng nàng không nhìn thấy tần phương dương, mà nhìn vương thế vũ. Hạ Viên Nguyệt là người thế nào Trước khi đến, cô lạc nhạn đã sớm biết rõ. Là Bồ Tát sống của thành Phượng Hoàng. Ai dám bất kính với bà, dành cả đời cho trường học, dành cả đời cho học sinh, địa vị tối cao ra sao, tình cảm ôm ấp vô biên như thế nào. Cô lạc nhạn tôn kính những người như vậy từ tận đáy lòng, kính trọng yêu quý còn không kịp. Tình vương thế vũ này vừa đến, tại sao lại nói ra câu nói châm biếm nàng như vậy? Như vậy cực kỳ không thích hợp hai hơi thở sắc bén dâng lên bên cạnh cô lạc nhạn đầu mối chỉ thẳng tần phương dương cô lạc nhạn nhẹ nhàng đưa tay ngăn tần phương dương vẫn đang nắm chặt cổ áo của vương thế vũ giống như vẫn chưa nhận ra dáng vẻ rất hung ác người được xem là thứ đồ hèn mặt gì vừa rồi nói bậy bạ cái gì đến đây làm việc không thèm đem não theo hay sao lời nói bậy bạ ta nghe đồ khốn nạn mở miệng ra là giống như bãi phần cha ngươi là ai, mẹ ngươi là ai, không dạy cho ngươi tử tế, đồ đáng chết. dáng vẻ giận dữ của Tần Phương Dương vẫn rất hùng hồn, thậm chí còn muốn tiếp tục ra tay đánh Vương Thế Vũ như tử. Lúc này rốt cuộc Cao Văn Thành đứng bên cạnh Vương Thế Vũ cũng lấy lại tinh thần, giận dữ la mắng. Người làm gì vậy chứ? Người dựa vào đâu mà đánh người ta? Bỗng nhiên, Tần Phương Dương quay đầu, ánh mắt âm u nhìn sang, bực tức nói. Liên quan gì tới người? cút sang một bên, nói nhiều hơn nữa là ta đánh luôn cả người. Cao Văn Thành tức tới toàn thân run lẩy bẩy, nhìn đám người sắc mặt đau buồn, phẫn nộ. Hai người anh em bọn ta được tổng đốc mời tới đây vòng khí cho thành phường hoàng. Tự xưng là đã hết lòng hết sức, vắt óc suy nghĩ. Hành động lần này là vì bách tính trong thiên hạ. Vì loại chuyện hệ trọng liên quan đến sự an nguy của nhân loại là phường hoàng xung hồn. Bọn ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng ngay khi bọn ta hết lòng hết sức tận tâm tận lực vì phượng mạch, thì bị loại ngang ngược vô lý điên cuồng ác độc giống như người sỉ nhục bọn ta. Hơn nữa còn nhẫn tâm đánh người. Đạo lý gì ở đây chứ? Ca Văn Thành lên giọng gào thét. Lẽ nào người mong mưu đồ của vu minh được thành công? Mong nhân loại suy bại đi. Mong phượng mạch rơi vào trong tay của vu minh. Người, rốt cuộc, người có ý đồ gì? Lúc này tả tiểu đa đã trốn vào trong góc nói thầm một tiếng bái phục. Tài ăn nói của tên ca văn thành này còn mẹ nói chứ tốt thật đấy. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên. Lúc kinh hải run tay đổ tội lên đầu tần phương dương, thậm chí còn liệt tần phương dương vào hàng quấy nhiễu phượng mạch là phản đồ của vua mình có ý đồ hiểm ác. Thủ đoạn dở trò này thật cao siêu, rất cao siêu. Tả tiểu đa nhếch mép Chiều này rất có giá trị tham khảo Chỉ có điều cao siêu là cao siêu Nhưng vẫn chưa đủ cao siêu Cần phải hiểu kỹ càng Điều chỉnh chi tiết mới tốt Bột 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 Tần Phương Dương lại bùng nổ Đánh liên tiếp hơn 20 bạc tay vào mặt Cao Văn Thành Thật sự chỉ trong thời gian một cái chớp mắt Mà răng của Cao Văn Thành đã không ngừng rơi xuống Đã nói không phải chuyện của ngươi rồi Mà ngươi còn nhất định phải ra đây chịu đánh Vậy chính là muốn ăn đánh thì không liên quan gì đến người khác đâu. Tần Phương Dương giận dữ bừng bừng, dáng vẻ không kìm được cơn nóng giận, vừa đánh vừa nói. Người có biết ta là ai không? Ta đã huyết chiến tại Nhật Nguyệt Quang mấy ngàn năm rồi, diệt sát vô tộc nhiều không đếm xuể. Bây giờ là bị ngươi nói là gian tế. Mấy nghìn năm, tất cả những người quen biết Tần Phương Dương khoái miệng đều đang co giật. Trong lòng tả tiểu đa như vừa uống một ngụm nước lạnh đến thấu tim, quả nhiên là không đủ cao cấp, phương pháp kia của Cao Văn Thành nhìn thì giống là cao siêu, nhưng thật ra không nhìn rõ tình hình lúc này, hơn nữa sức mạnh bản thân còn kém rất xa. Hơn nữa sức mạnh bản thân còn kém rất xa, người có liên quan phía đối phương tự rước lấy nhục. Đây cũng là tận Phương Dương còn kiên nể đó, nếu không, chỉ với sai lầm này thôi đã đủ bị đánh chết rồi. Bởi vậy nếu như ta muốn áp dụng loại sách lược này ít nhiều cần phải có một điều kiện tiên quyết. Sức mạnh của bản thân nhất định phải cao hơn đối phương hoặc khoảng chừng tương đương với đối phương. Ít nhất cũng không thể nào kém hơn quá nhiều. Nếu không, sẽ gây ra tai họa diệt thân, bị người khác đánh tơi tả. Ừ, đúng rồi, giống như Cao Văn Thành lúc này. Vạn Bình Nguyên ở bên cạnh, lúc này mới tỉnh táo, lên tiếng khuyên ngăn. Thầy Tận, thầy Tận à, dừng tay, Trước tiên xin dừng tay. Hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng tình vương thế vũ kia sẽ vì nói một câu không thích hợp mà khiến cho cơn tức giận của tần phương dương bùng phát còn bị đánh đập tàn nhẫn. Mặc dù vạn tổng đốc cũng nghe thấy câu nói kia của vương thế vũ, mặc dù câu nói này thật sự rất không tốt, nhất là đối với cơ thể đi lại đã không còn thuận tiện của Hà Viên Nguyệt, thì đó càng là một loại khiêu khích. Nhưng mà vạn tổng đốc cảm thấy vẫn chưa tới nổi tạo thành thái độ giống như nhìn thấy kẻ thù sinh tử như vậy đâu. Kết thúc tập 61 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.